Vâng, yêu sai xin kính chào tất cả quý vị khán giả nhé. Thì tiếp tục ở triển lãm Bắc Linh đầu xuân năm mới này, thì yêu sai sẽ chia sẻ một số cái tác phẩm rất là đẹp. Cái này là ở bên phía khả phải khán đài bên đi vào nhé. Đợi em tí. Đấy. Bên kia thì hôm qua bên kia cả thì mình chia sẻ rồi. Đấy, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái phần bên này. Cái phần bên này thì cũng rất nhiều tác phẩm đẹp, hai bên cánh gà chính này. Đây thì là những cái tác phẩm rất là nổi tiếng rồi. Cái này gọi là bộ ba huyền thoại của anh Minh Dưỡng này các bác nhé. Phúc người đầy. Kể già quá anh nhỉ. Cái này mà giờ mà có tí nước vào nhỉ anh nhỉ? Phút tí nước vào cái vàng ao. Đây là những cái bộ ba mà cũng lên sóng rất là nhiều rồi. Hôm nay Imosai lại chia sẻ với các bác bộ ba huyền thoại của anh Minh Dưỡng này. Nó nhàn sang ai chơi? Dạ vâng. Nào sang em điện nhé. Đấy. 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 Cái bộ ba này rất là nổi tiếng rồi. Đây là hai bên này, cái cây này thì cái này nhìn trong ảnh thì nó rất là bé các bác nhé, nhìn ở ngoài nó cái phần thân này rất là to, lù rất nhiều. Nhìn trong ảnh thì nó rất là bình thường, nhưng mà nhìn ở ngoài hoặc là anh em quay video quay gần một chút thì các bác mới dễ ngắm được này. Cái phần thân này nó lạc, nó rất là to nhé. Hai tác phẩm hai bên. Ấy già mặt sau này nhìn nó rõ này. Đây các bác nhé. Quá là quý luôn mọi người ạ. Chất lượng. Đây, cái mặt sau của cái tác phẩm đứng ở giữa này các bác nhé, cái mặt sau này nhìn trông nó rất là hầm hố này. Các bác xem cái phần lô của nó chun chìn, nó lắc này. Bộ ba này nói là nhìn những cái tác phẩm rất là mê. Tác phẩm này chỉ biết là rất là đẹp, rất là già, rất là đẹp. Cái giá trị của nó thì chưa biết là bao nhiêu tiền. Phải nói là cái bộ ba chất lượng. Cái tác phẩm này phần phía bên sau này nhé, phần phía bên sau này nhìn trông rất là gấu cây. Phía trước rất đẹp, phía sau rất là gấu cây. Đây cũng là một cái tác phẩm trong bộ ba này. Tác phẩm này thì nó điệu hơn, nhìn trông nó tròn trọi hơn. Nói chung cây này mà chơi cây không, một cây không nó rất là quý, chưa nói là ghép vào thành bộ như này. Cây này nhìn trông nó già, nó gần guốc quá các bác ạ. Tầm này mà đã bắt đầu mưa bay rồi. Wow. Cái tác phẩm này một tác phẩm cổ nguyên bản này các bạn. Phần này nó lên được lu nhiều, cây này nó lu rất là ghê, rất là gớm. Những cái phần rễ các bạn xem, những cái phần rễ nó hóa hết rồi. Bộ ba tác phẩm rất là quý mọi người nhé. Cái này thì mình sẽ lấy một cái tác phẩm, sẽ lấy luôn cái tác phẩm này là cái tác phẩm anh đại diện nhé. Đấy. Đấy. Chứ không lấy cả bộ ba, lấy tác phẩm này thôi. Đấy. Ngoài tác phẩm bộ ba thì nhưng mà sai chia sẻ những cái tác phẩm rất quý ở phía bên này rất nhiều nhé. Mình sẽ đi từ từ thôi, từ đầu bên này vào này.
Một tác phẩm tiếp theo cuốn video này sẽ là tác phẩm mang tên Đài Sen của anh Hưởng Thép. Tác phẩm này một tác phẩm cổ nguyên bản nó hóa hết rồi. Cuốn video này sẽ không làm các bác thất vọng nhé. Nói chung là có những cái tay hóa thì cây này hầu như là không có một cái sẹo nào luôn các bác nhé. Đấy. Trước tiên về cái độ nghệ thuật và cái độ nguyên bản, độ cổ thì vẫn đang là hàng số các bác nhé. Mình để ý thấy là đa số những cái tác phẩm cây cổ ấy, đa số mình nhìn thấy những cái mặt sau của nó rất là gầm ghì nhé. Như tác phẩm bộ ba của anh Minh Dưỡng, cái mặt sau nhìn cũng rất là kinh điển. Cái tác phẩm Đài Sen này cũng vậy, cái mặt sau này nhìn trông nó khoe được cả cái bộ già này, bộ già răm rễ gốc như này. Đây. Những cái tay nó hóa như này rồi. Đây, anh em ban tổ chức là đang treo lại một chút biển các bác nhé. Tiếp theo sẽ là một cái tác phẩm mang tên Đĩa Bay. Tác phẩm này thì Yamasai xem trên video khá nhiều rồi, hôm nay mới nhìn trực tiếp ở ngoài. Có nhìn một vài lần thôi, mình chưa quay, hôm nay mới trực tiếp để Yamasai chia sẻ một chút tác phẩm này. Một tác phẩm nhìn đúng như cái đĩa bay luôn. Đấy. Tầm này mà quay video là có một chút nước vào nhìn thì phê quá, để cho các bác ngắm nó sẽ dễ hơn. Ngày xưa đây cũng gần như là một cây trực liên chi cổ đấy các bác nhé. Đấy, giữ tất cả những dàn tay cũ mà làm như này. Tác phẩm Đĩa Bay. Giờ là đang cũng có mấy tác phẩm giống với tác phẩm Đĩa Bay này các bác nhé. Đấy, nhưng mà sai xem rất nhiều, nhưng mà nó không đẹp, không to như này thôi. Tiếp theo mời các bác ngắm cái sưu phẩm tiếp theo này. Tác phẩm này rất già. Đây là một tác phẩm cây này rất giống với cái cây xanh của chú Thắng ở phố Lối, nhưng đây là cái tác phẩm có tên Ngũ Thường của chú Cường Thóc. Đấy, chú Cường Thóc là có cái tác phẩm này và một tác phẩm nữa cơ. Là một tác phẩm có tên là Trường Sơn nữa ấy. Hai tác phẩm mà chú đặt trên tầng này rất là quý. Ý, tác phẩm này nhìn nó ghê gớm thật. Nhà vườn chú Cường Thóc thì rất là nổi tiếng rồi. Hôm nay không mời. Đây cây này già nhỉ. Có bạn xuống nhà chú Cường chứ? Chưa. Cả có một con xanh tầm tầng nhiều lắm, nào xuống chơi không nào. Đây các bạn này. Đẹp nhỉ. Già. Già xanh rêu hết cả lên này. Này chú Cường một cây tầm tầng to cơ mà làm hoàn thiện luôn. Hả? Hôm nay bằng cái tiền ở đây. Chưa, hôm nay sẽ không đem đến. Tác phẩm rất quý mọi người nhé. Tác phẩm xanh. Xin chào quý anh em. Em chào anh. Chúc anh em mang nhiều niềm vui cho anh em. Vâng. Cây. Là có nghĩa là anh em cứ ngồi được ở nhà đắp chăn đang có cây xem nhỉ. Anh ở đâu? Tôi theo anh ở đâu nhỉ? Anh ở Kim Bài, Thanh Oai. À, anh ở Thanh Oai. Gọi em nhiều lắm. À, vâng. Em làm xì lắm đấy. Hết xì rồi anh ạ. Rồi. Anh em cứ cây nào đẹp anh em đến xỉa hết này nhá. Cây này đẹp thế anh nhỉ. Cây này đầu nhìn nếu mà ai không nhìn từ xa nhìn tưởng cây giống cây ấy của cây của chú Thắng phố Lối. Cây này thì nó nạc hơn tí. Nhưng cây này của chú Cường Ngóc cũng cây này mới cây Trường Sơn. Hai cây đặt trên tầng. Hôm nay cây đấy không mang đi, mang mỗi cây này đi thôi. Không cây đấy.
quá đẹp. Cái này là cái này nó nổi tiếng lâu lắm rồi anh nhỉ. Nhưng mình là chuyên xanh hay chuyên si anh? Cái gì anh chơi? Anh chỉ mỗi thứ tí thôi. À vâng. Không nhiều, nhưng một cây nào anh có. Vâng, em đang vào một ít xanh nhỉ. À, mới mua được một cốt xanh nhỉ. Chứ anh thấy em nhiều si lắm mà. Vâng, ra thì cũng còn ít thôi, còn có mấy chục cây thôi. Mấy chục cây thì còn ít gì nữa. Thấy anh em nhiều cây đẹp. Tết em còn chẳng nghỉ, em còn đi. Đấy, chia sẻ các bác nhé, thì đây là một cái tác phẩm xanh quê. Đây là một tác phẩm này, hai tác phẩm bên trong. Nếu nói về cây đẹp, cây già thì không thể bỏ qua hai cái tác phẩm này được. Tác phẩm này thì Yamasai cũng nhìn ở trên trên ảnh rồi, nhưng mà không nghĩ ở ngoài nó già và to như này quá nhé. Một tác phẩm xanh xanh quê đây. Đấy, có xem cái độ bệ này rất đẹp, anh em làm bệ này. Phần già các bác xem phần này. Phần này các bác nhìn qua nhìn tưởng như dưới nhà đá các bác nhé. Quá già. Một cái xanh già, một cái này đặc biệt mới nhìn vào các bác nhìn cái phần bệ của nó nhé. Nhìn phần bệ nó rất là khôn cây. Bệ vừa phải đủ nhưng bệ rất là khôn cây. Già kinh điển. Những cái xanh quê mà già mà có những phần nạc thịt này sau nó giữ chơi cây rất là quý nhé. Đấy, bò đá này các bạn xem, ngọn đá thâm thủy với cái rễ bò như này rồi. Này đẹp lên từng cm luôn các bạn. Wow. Rất hùng vĩ nhá. Chia tay với tác phẩm xanh quê thứ nhất sẽ đến một tác phẩm xanh số 2 này. Tác phẩm này mình tác phẩm nhìn ghê gớm. Mới có nhìn từ xa này coi nhé. Nhìn ở này. Những tác phẩm xanh đây có tên là cổ mộc trường sinh. Đây 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 các bạn này. Già khô đét cái này mà tí vẩy tẹo nước vào các bạn. Vẩy tẹo nước vào nhìn thì bò những cái chậu này là những cái chậu gốm lung ngày xưa, mà kiểu như cái gốm chum ngày xưa anh em hay đựng rượu với đựng tương ấy. Già đấy mà ôm nó, tuổi thì chưa biết là bao nhiêu tuổi thôi, nhưng mà xanh quê già bẹ đẹp lu thân như này, lu tận phần cổ ngọn kìa. Đấy, các bác xem siêu phẩm xanh quê chưa? Bẹ rất đẹp. Ngày xưa những cái phần đá trong này quá nhé. Cái phần đá trong này, những cái phần đá thấm thủy ôm mà lâu lành rồi. Này phải mãn nhãn những cái tác phẩm xanh chất lượng. Rất là gấu cây. Wow, cái mặt sau rồi các bác xem cái bẹ này. Chảy khô rét đẹp. Quý quá anh em ạ. Kể cả những cái rễ buông, những cái rễ buông từ cành xuống này, nó nhả xuống đây mà nó già như này, nó phì. Chất lượng. Ô bác à, con chào bác nhé. Bác đi xuống với ai đấy? Ôi chú. Đây. Rất nhiều. À đây rồi, đây trong đây có một cái tác phẩm nghệ nhân Phùng Văn Hoàng. Đây tác phẩm xanh cổ Trường Sơn đây. Đây cũng là từ một cây 8 tầng ra đây các bác nhé. Đây cũng là từ một cây tán tầng ra đây. Bây giờ rất nhiều cái cốt tán tầng đang được anh em tạo tác. Đây là một điển hình của tán tầng hoàn thiện nhé. Tác phẩm này và tác phẩm vừa lấy ngoài kia của chú Cường Thóc là hai tác phẩm trên mặt trần rất là quý.
giữ nguyên những tay hoành quăng này. Vâng. Tác phẩm Xanh Quê, chủ nhân là của anh Thùy Hải Phòng các bác nhé. Tác phẩm này anh em cũng chia sẻ rất nhiều này. Cái này như là mới thay bẻ sao có nhé, ngày xưa để trong bẻ khác, thấy như là mới thay bẻ, lúc của nó rêu xanh đẹp lắm các bác. Cái này có đường rễ quang thân rất là đẹp này, đường rễ quang thân rất là dị cây. Những tác phẩm Xanh Quê rất là quý để cần được bảo tồn. Tác phẩm rất là khổ. Wow, tiếp theo là một tác phẩm Xanh Long. Gần như là đây là một cây long hiện tại đang to nhất ở triển lãm Bắc Linh hiện tại nhé. Còn rất nhiều cây nữa nhưng cây này là một cây rất là khủng. Đặc biệt các bác nhìn cái bẻ. Các bác nhìn thấy cái bẻ này, cái bẻ cũng rất là đẹp nhé. Cái bẻ này được anh Lộc Phú Quý trậu Huế xưa để ráp từng miếng ngô thành như này thành cái chậu như này rất là quý rồi. Đây là tác phẩm của nhà vườn Lộc Phú Quý ở Bắc Linh nhé. Tác phẩm, một tác phẩm long rất là đẹp. Tác phẩm này có tên là Long Vân Phú Quý. Các bác mà chơi long thì đây là một cái tác phẩm long mà cho anh em lựa chọn này, anh em chơi thì quá là tuyệt vời rồi. Ô, anh à? Ừ. Chào các bác nhé. Anh ở lâu chưa? Anh vừa lên đây. Chào có xem anh đi một mình à? Đây, anh. À thế này cũng anh em bên Quế Võ à? Ừ. Anh nhìn quen quen đấy nhỉ. Chắc cũng thích cây sao? Ừ, mấy bọn anh lại. Nào rảnh sang em chơi hôm. Ừ, ok nhá. Long Bắc Linh đây. Chậu đẹp anh nhỉ, cái chậu to mà. Em khen cây đẹp xong mình thật thân chậu chứ không khen rồi, khen từ lẫy khen rồi. Không, nó đẹp phải bảo là đẹp anh ạ, chứ không xấu mà khen đẹp mà các bác nói chết. Một cây long này của anh Lộc rất là quý ấy. Đấy, một tác phẩm long mà. Đấy, nó không phải to nhất nhưng mà hiện tại nó là cây long to nhất ở triển lãm Bắc Linh bây giờ đấy.